Hello, xin chào bạn nhé. Hôm nay lại qua Việt Auto 134 Phạm Văn Đồng để quay xe mới, và hôm nay lại có thêm một chiếc G63 màu mới các bạn ạ. Đây là một chiếc G63 màu xanh hôm trước đã có trong cái video của mình rồi các bạn nhé. Và đây chiếc G63 AMG màu mới các bạn này. Đó, chiếc G63 màu đỏ các bạn nhé. Và xung quanh thì vẫn rất nhiều những chiếc G63 khác, màu xanh, màu trắng, màu đen và màu xanh. Còn đây là chiếc G63 AMG màu đỏ. Nó cũng giống như chiếc G63 mình từng quay tại Sơn Tùng Auto. Đó, với ngoại thất đỏ, nội thất bên trong cũng màu đỏ luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn đi, nhìn cực kỳ hầm hố các bạn nhỉ. Xung quanh rất nhiều G luôn. Đây, G màu xanh này đẹp quá các bạn ạ. Còn đây là màu đỏ các bạn nhé, lưới tản nhiệt màu đen. Cũng có gói Nipex Caps bật lên xuống này. Thống ống xả AMG này. Đây là cái khoang trước này các bạn này. Wow, nội thất bọc da màu đỏ, nó cũng giống như chiếc tại Sơn Tùng. Có ốp carbon này các bạn này, ốp carbon, loa Boommaster này, ghế lái, ghế phụ đều chỉnh điện đa hướng này. Wow, quả ghế các bạn này, đỏ chói luôn. Và cũng thiết kế cực kỳ thể thao, phong cách của AMG. Ốp carbon các bạn này. Đó, cái tay nắm ở ghế phụ này cũng có ốp carbon các bạn nhá. Hai cái màn hình 12,3 inch. Cụm để điều khiển cái màn hình và ốp carbon này, vô lăng cũng là vô lăng ốp carbon và bọc da Alcantara các bạn nhé. Đó, à, chiếc này ở khoang sau thì có cả hai cái màn hình đây. Các bạn nghe đóng cửa trên G chất không? Mở cửa thì bóp vào đây rồi ấn nó bọt nó bung ra các bạn nhé. Đây, khoang sau thì hôm trước có bạn là bảo là ít người quay khoang sau, hôm nay thì mình sẽ quay chi tiết khoang sau hơn nhé. Đấy, cũng ốp carbon này, ghế ngồi bọc da màu đỏ này, loa Boommaster này, có thông hơi này. Đây các bạn này, có đục lỗ thông hơi này. Đây, cái khoang sau của một chiếc G63 AMG nó không có nhiều sự đặc biệt đâu các bạn ạ. Bởi vì nó tập trung vào khoang trước. Chiếc này thì được bổ sung thêm hai cái màn hình giải trí gắn tại tựa lưng các bạn nhé. Hai cái màn hình giải trí này các bạn này. Đó, còn lại thì nó có cửa gió điều hòa một vùng độc lập ở phía sau này. Ba vị trí ngồi này, với ghế ngồi có hai bên hơi nhô lên một chút. Đó, ôm lấy người lái. Và đây, vị trí giữa thì chúng ta có một cái bệ tì tay và hai cái khay để cốc. Ngoài ra thì như các bạn đã thấy thì nó không còn một cái gì đặc biệt nữa các bạn nhé. Đó, ngoài hai cái màn hình giải trí được, đây là tùy chọn nhé. Cửa sổ chơi thì chỉ có khoang lái thôi, trần xe thì bọc vải nhung màu đen. Đó là những cái gì ở khoang sau của chiếc G63 AMG này. Nói chung là thiết kế cực kỳ chất các bạn ạ. Đặc biệt là phần đuôi này với cái lốp dự phòng. Lốp dự phòng. Rất nhiều G các bạn nhỉ. Và rất nhiều Lexus Toyota các bạn nhé. Rồi, có lẽ mình sẽ kết thúc cái video đây. Chiếc này G63 thì vẫn là động cơ V8 4.0 lít tăng áp biturbo, công suất là 577 và mô men xoắn cực đại là 850 Nm các bạn nhé. Đó, còn lại thì mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Hơn 12 tỷ cho chiếc này các bạn nhé.